Tập 27. Không nhìn ra. Thẩm vấn tội phạm. Cậu thẩm vấn gì? Tôi nghi ngờ cô ta báo tin cho Hàn Sơn. Lấy lại 5 tấn muối đó về rồi. Phương Khôn, anh và Hàn Sơn dính líu suốt nhiều năm. Tôi có lý do nghi ngờ các người là đồng lõa. Tình báo về vụ cướp muối là Hàn Sơn bảo anh cố tình tiết lộ cho tôi phải không? Hắn muốn mượn tay tôi trừ khử Honcho, sau đó thì thò tay ra lấy lại hàng. Các người cùng hội cùng thuyền, trong ứng ngoài hợp chơi khăm tôi. Kể từ giờ anh ở lại phòng 55 đối phó Hàn Sơn với tôi. Bằng không cả hai người đừng ai hòng sống sót rời khỏi phòng 55. Tôi đây, nói được làm được. Cậu đang chờ gì vậy? Tôi đang chờ con cá cắn câu. Là con cá lớn tên là Lý Liên Sinh phải không? Con cá này đang ra sức giãy giụa hòng thoát khỏi tôi. Nhưng nó càng giãy thì càng bị cuốn chặt vào lưới. Đến cuối cùng sẽ chỉ con đường chết. Cậu đang câu cá hay đánh cá vậy? Bất kể là câu cá hay đánh cá, thứ tôi cần là kết quả. Hưng Quốc thì sao? Vẫn đang trong tay Shirakawa à? Đúng. Tôi làm gì có thời gian chăm sóc nó. Vậy phía vợ cậu thì sao? Đợi tôi xử lý xong Lý Liên Sinh rồi tính. Bây giờ có Shirakawa canh chừng, hai mẹ con vẫn tương đối an toàn. Để tôi đem người đến nhà kho Dạng Long cướp hàng về. Anh bắt nạt phòng 55 tôi không có người à? Phòng 55 có không ít người, nhưng có khả năng chiến đấu thì không quá 80 người. Canh giữ nhà kho Dạng Long là một đại đội tăng cường của lãnh sự quán, chắc phải có hơn 100 người. Hơn nữa còn toàn là chiến sĩ có khả năng chiến đấu. Chỉ sợ cậu một đi không trở lại thôi. Người một đi không trở lại không phải tôi, mà là anh. Vào đi. Chủ nhiệm Lý. Chủ tịch tỉnh Lý Sĩ Quân gửi điện báo. Chủ tịch tỉnh có chỉ thị gì? Cũng không có gì đặc biệt, chỉ dặn dò phải gây dựng tốt quan hệ với bạn bè bên Trùng Khánh, cùng nhau chờ đợi thắng lợi kháng chiến. Vậy cậu trả lời chủ tịch Lý, nói tôi và trạm trưởng trạm Tân Kinh Phương Khôn đang dạch ra kế hoạch sắp tới, bàn bạc vui vẻ, bảo chủ tịch cứ yên tâm. Dân. Tôi có một cách. Tôi có thể tố giác Shirakawa với chủ tịch Lý và bộ lục quân, nói hắn buôn lậu muối. Có bằng chứng không? Đến lúc đó, Bộ Ngoại giao và lãnh sự quán chắc chắn sẽ không bảo vệ được hắn. Shirakawa ngã xuống, Hàn Sơn mất đi chỗ dựa. Đến lúc đó, mặc cho chúng ta sâu xé. Nói thật lòng, tôi lại cảm thấy đây là thuật che mắt của Hàn Sơn. Lô hàng này 5 tấn muối ăn có thể không có trong nhà kho Dạng Long. Tôi cứ có cảm giác như thể cậu bị mất đồ. Cậu ta cuống cuồng bịt miệng túi. Đây không phải phong cách của Hàn Sơn. 5 tấn muối ăn ở ngay nhà kho Dạng Long, cử trọng binh canh gác, chỉ sợ chúng ta cướp. Tôi với Honcho đều mắc sai lầm là không chịu cử người đi hộ tống. Hàn Sơn bắt ngay điểm yếu này, chỉ muốn đấu với tôi.
Hắn nghĩ tôi không dám công khai trở mặt. Tôi phải cho hắn thấy sự dứt khoát của Lý Liên Sinh này. Kết nối với phủ chủ tịch tỉnh cho tôi. Mau 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 mau. Ông Diên. Là chủ tịch Lý à? Không thể nghênh đón từ xa, thông cảm nhé. Đừng khách sáo, tôi có chút công chuyện phải làm. Chủ tịch Lý cứ nói. Đây là lệnh khám xét chính phủ Dân Quốc Nam Kinh và tổng bộ lục quân Nhật tại Thượng Hải cùng ký phát. Chúng tôi nhận được tình báo có nói 5 tấn muối ăn được chuyển đến nhà kho của công ty Dạng Long Thượng Hải. Tôi cũng chỉ làm theo mệnh lệnh thôi. Khám xét đi. Mọi người, nghe tôi nói đã. Đúng là công ty Dạng Long có muối thật, nhưng đó không phải là hàng nhập lậu đâu. Đều được nhập về theo con đường chính thống cả. Chính quy à? Đương nhiên rồi. Hơn nữa muối của công ty Dạng Long cũng không cất giữ ở đây. Lúc nãy tôi còn thấy có người khiêng vào đó mà. Vậy thì cậu nhìn nhầm rồi. Nhà kho của chúng tôi không có muối thật. Không sao, có hay không cứ khám xét thử là biết. Oda, đem người của cậu vào trong khám xét đi. Khám xét. Mấy vị à? Hàn Sơn, Shirakawa. Sao hai người lại ở đây? Chờ cậu đó. Chẳng phải cậu nóng lòng gặp tôi lắm sao? Đó, anh xem. Shirakawa, đừng có chối nữa được không? Oda, 5 tấn muối đó. 5 tấn muối. Alo, bộ đặc công Thượng Hải. Xin, đừng tất bật nữa. Tôi đã bảo rồi, ở đây làm sao tàng trữ muối lậu được. Hàn Sơn, Trả muối cho tôi. Lý Liên Sinh, cậu Du Khống, phó tổng lãnh sự buôn lậu muối, thông đồng sở cảnh vụ, lừa bộ lục quân ký phát lệnh khám xét, bây giờ còn uy hiếp bắt giặc giám đốc công ty Dạng Long. Chủ tịch Lý, đừng có nhiều lời. Hình như tôi nghe thấy cậu bảo Hàn Sơn giao muối của cậu ra. Tôi cần chủ nhiệm Lý cho tôi một lời giải thích. Muối công ty Dạng Long nhập theo con đường chính thống bị cướp, vừa mới truy nộp. Chủ nhiệm Lý, tại sao lại nói vậy? Giải thích. Vụ muối bị cướp chỉ e là do cậu làm. Hàn Sơn, tao giết chết mày. Người đâu, bắt hắn lại. Hàn Sơn, mày hãm hại tao. Hàn Sơn, tao không tha cho mày đâu. Lý Liên Sinh, thương trường như chiến trường. Cậu hại tôi có thể hiểu. Nhưng cậu không thể dùng tội buôn lậu muối nghiêm trọng như vậy để hãm hại anh Shirakawa. Chúng mày là cùng một vụ. Bộ đặc công và bộ lục quân Thượng Hải lần này nhất định phải cho bộ ngoại giao một lời giải thích. Xin lỗi lãnh sự Shirakawa, chuyện này là do chủ tịch tỉnh Lý đích thân báo cáo với tư lệnh trưởng quan. Đến cả tư lệnh trưởng quan cũng bị che mắt. Xét từ vụ việc lần này, tất cả đều là hiểu lầm.
Thiếu tá Oda, Lý Liên Sinh nhiều lần bày kế hãm hại danh dự của anh Shidakawa. Ai chịu trách nhiệm đây? Chuyện này cậu phải đích thân báo cáo lại với tư lệnh trưởng quan. Hơn nữa cậu phải gánh hết toàn bộ trách nhiệm. Đưa đi, khoan đã. Oda, chuyện này tôi phải đích thân báo lại với chủ tịch Lý. Đợi đã, mãi lo dụng muối lậu quên cho cậu biết, Lý Sĩ Quân đã chết rồi. Đưa đi. Khoan đã. Oda, mặc dù Lý Liên Sinh đã vu khống tôi, lừa dối trưởng quan bộ tư lệnh lục quân, nhưng mà dù sao hắn cũng là người của chính phủ đặc biệt thị Thượng Hải. Chi bằng cứ giao cho thị trưởng Chu, tránh để ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nước chúng ta. Người Trung Quốc cứ giao cho người Trung Quốc tự xử lý đi. Cảm ơn ngài Shidakawa chỉ điểm. Tôi sẽ đem cả Lý Liên Sinh và cái xác kia đến bộ đặc công Thượng Hải. Cục trưởng Đới, tôi hy vọng ngài hãy tuân thủ lời hứa. Đợi quỹ viên trưởng tiếp nhận Thượng Hải xong, xin hãy cho tôi về ở ẩn. Được, vậy chúng ta quân tử nhất ngôn. Tạm biệt. Mời thư ký Tề vào đây. Cảm ơn. Anh Phương xin chào. Để anh chờ lâu rồi. Mời vào. Mời. Không biết thư ký Tề có gì chỉ giáo. Anh Phương, thị trưởng Chu chuẩn bị bổ nhiệm anh làm chủ nhiệm mới của bộ đặc công Thượng Hải. Thật sao? Tôi là người của phía Trùng Khánh. Tôi không biết tại sao thị trưởng Chu lại giao chức vụ quan trọng như vậy cho tôi. Anh Phương không biết đó thôi. Bây giờ thời cuộc hỗn loạn, thị trưởng Chu lại đang cần dùng người. Vì việc họ Uông hay họ Tưởng cũng không quan trọng nữa rồi. Nếu thị trưởng Chu đã không chê, thì người anh em này xin ăn nhờ ở đậu. Anh Phương, khách sáo quá rồi. Ông chủ Đới từng nhiều lần đề cập với thị trưởng Chu, anh là bô lão của ngành này. Sau này mong anh hãy chỉ bảo thêm. Không dám, không dám. Làm phiền thư ký Tề chuyển lời thị trưởng Chu, tôi nhất định sẽ giúp thị trưởng Chu san sẻ gánh lo. Chỉ có điều hai quân ở phe đối đầu. Xin thị trưởng Chu chỉ thị nên thu xếp cho Lý Liên Sinh thế nào. Người này tôi không quen biết, thị trưởng Chu cũng không quen biết. Được. Được, báo cáo. Vào đi, vào đi. Chủ nhiệm Lý Liên Sinh bị người của bộ tư lệnh hiến binh bắt về rồi. Chủ nhiệm Lý Liên Sinh cái gì? Từ nay chủ nhiệm của các người là Phương Khôn. Chủ nhiệm Phương. Tại sao Lý Liên Sinh lại bị họ đưa về đây vậy? Phạm tội gì? Báo cáo chủ nhiệm Phương. Người của đội hiến binh nói Lý Liên Sinh vu khống quan viên của lãnh sự quán, lừa dối bộ tư lệnh lục quân, còn ngộ sát đội trưởng Uông Bốc Hậu. Giao hắn cho bộ đặc công chúng ta xử lý. Vậy cứ đưa hắn đến phòng thẩm vấn trước đi. Vâng. Chủ nhiệm Phương đang có việc bận, vậy tôi xin phép về trước. Thư bổ nhiệm của anh 3 ngày sau sẽ được gửi tới. Hy vọng có thể hợp tác vui vẻ với chủ nhiệm Phương. Hợp tác vui vẻ. Vào đi. Anh Shidakawa,
muối được bố trí xong rồi chứ? Lần này thì đảm bảo không sai sót gì. Hàn Sơn đón Quan Hưng Quốc đi rồi. Đúng vậy. Không ngờ một kẻ giả hoạt như Lý Liên Sinh mà cũng không phải là đối thủ của hắn. Tên Hàn Sơn này quả thực quá đáng sợ. Kể từ mai vẫn phải cho người bí mật bảo vệ cha con bọn họ. Vâng. Tên Hàn Sơn này là một thanh kiếm sắt. Tôi chỉ cần nắm thật chặt hắn trong tay thì sẽ đánh đầu thắng đó. Lý Liên Sinh chính là vong hồn đầu tiên. Không sai. Lý Liên Sinh ngã xuống thì Vĩnh Hưng Long cũng theo đó mà tan rã. Có điều, sao Lý Sĩ Quần lại chết trùng hợp như vậy? Lý Liên Sinh đắc tội với lãnh sự quán ở Thượng Hải, Lý Sĩ Quần đắc tội với cơ quan đặc vụ ở Nam Kinh, sao có thể có kết cục tốt được chứ? Lý Liên Sinh ỷ thế hiếp người đã không phải ngày một ngày hai rồi. Nhớ năm xưa, hồi Vĩnh Hưng Long còn đề đầu cưỡi cổ Dạng Long, chúng ta đã tốn bao nhiêu công sức để tiêu diệt hắn. Không ngờ lần này lại có thu hoạch bất ngờ. Tôi đã sống ở Trung Quốc 30 năm, cuối cùng cũng hiểu ra một đạo lý. Người Trung Quốc, sự lý diệt của người Trung Quốc thực chất là đang cần một cán cân. Hai bên mâu thuẫn, anh lùi một bước, tôi nhường một bước, hai bên tìm thấy điểm cân bằng thì việc này sẽ tự khắc thành. Lý Liên Sinh và Lý Sĩ Quần sai là ở chỗ không ai nhường ai, thậm chí dám công khai trở mặt, công khai chỉ giáo vào nhau. Chừng nào còn bọn họ thì đại cuộc không cân bằng được, bọn họ ác phải bị loại. Anh Shirakawa cao kiến. Anh Diên, sự thật chứng minh Hàn Sơn quả thực là nhân tài có thể tận dụng. Sau này anh phải chịu khó thêm rồi. Được, dốc sức cho anh Shirakawa, tôi không lấy làm cực. Kể từ mai, ngoài công việc thường ngày ra, anh còn phải để ý nhất cử nhất động của Hàn Sơn. Có gì bất thường báo cáo với tôi. Rõ. Mẹ, Hưng Quốc. Hưng Quốc, mẹ nhớ con quá. Con có nhớ mẹ không? Nhớ à? Cho mẹ xem nào. Con gầy đi rồi. Không có đâu. Ngày nào mẹ cũng nằm mơ thấy con. Con nhớ mẹ thế nào? Mỗi tối con nằm mơ đều mơ thấy được nói chuyện với mẹ. Phương Khôn, tôi muốn gặp Phương Khôn. Gọi Phương Khôn cho tôi. Phương Khôn, Phương Khôn là để mày gọi à? Bây giờ người ta là chủ nhiệm mới của bộ đặc công. Đừng đi, gọi Phương Khôn đến đây. Tôi có chuyện quan trọng cần bàn với anh ta. Anh Phương, trạm trưởng Phương. À không, chủ nhiệm Phương. Anh phải cứu tôi, anh phải giúp tôi. Sao vậy? Cậu muốn làm người chết hay muốn làm con chó sống? Anh muốn loại chó thế nào? Chó bút hay chó nghiệp vụ? Anh chọn một đi. Tôi muốn một con chó chết.
Giờ em đang sống ở đâu? Kỳ Kỳ có một căn nhà ở đường Hoa Viên. Nghe cô ấy nói là một người tên Lý Liên Sinh tặng cho Nakamura. Nakamura lại tặng cho Kỳ Kỳ. Xem như Lý Liên Sinh làm một việc tốt. Anh có tin gì của Nakamura không? Em hỏi chuyện đó để làm gì? Hỏi đại thôi. Anh cũng biết Kỳ Kỳ và Nakamura. Đừng nói nữa. Bảo Kỳ Kỳ quên hắn đi. Nakamura chết rồi. Lạnh giết Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ phải làm sao? Kỳ Kỳ làm sao? Kỳ Kỳ làm sao chứ? Kỳ Kỳ. Chủ nhiệm, tại sao không để tôi giết Lý Liên Sinh? Giữ Lý Liên Sinh còn có giá trị. Ở Thượng Hải này, hắn rảnh hơn chúng ta. Giữ lại hắn cũng là mệnh lệnh của ông chủ Đới sao? Đới Vũ Nông là cái thá gì chứ? Điều ủy viên trưởng quan tâm nhất là sau khi người Nhật đi, ai sẽ tiếp quản Thượng Hải. Đới Vũ Nông ra quyết định cũng nhanh thật đấy. Nên chú bèn trở mình lên làm chủ nhiệm của bộ đặc công sao? Chu Phật Hải cũng gia nhập quân thống rồi. Uông Tinh Vệ ngã xuống chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Chúng ta chỉ cần làm tốt nhiệm vụ tiếp quản là được. Chu Lị, tôi hiểu nỗi ấm ức của cô. Nhưng mà kẻ địch trước mắt đang là lúc cần người. Đợi vụ việc ổn định rồi, tôi sẽ cho cô tự tay kết liễu hắn. Có được không? Dân chủ nhiệm. Mời vào. Liên Sinh à, còn đau không? Không sao. Liên Sinh, Lý Sĩ Quân chết rồi. Đáng lẽ cậu nên chết theo chủ. Nhưng tôi thấy cậu cũng khá có năng lực. Tôi muốn giữ cậu lại ở bên tôi, có được không? Cảm ơn chủ nhiệm Phương. Cảm ơn cô Chu Lị. Chuyện giữa cậu và Hàn Sơn, tôi sẽ giúp cậu ra mặt giải quyết. Tôi còn muốn để cậu thay thế vị trí của đội trưởng Uông, giữ chức vụ đội trưởng hành động, được không? Cảm ơn chủ nhiệm Phương. Công việc làm ăn của Vĩnh Hưng Long tôi cũng giao cho cậu. Tôi mong tất cả lợi nhuận đều dùng hết cho sở hành động. Cậu hiểu không? Tôi hiểu. Cậu hiểu cái gì mà hiểu? Toàn bộ sổ sách của Vĩnh Hưng Long tôi sẽ giao hết cho chủ nhiệm Phương đích thân kiểm duyệt. Tôi cho cậu một lời trung cáo. Không có chỉ thị của tôi, đừng tùy tiện hành động, được không? Vâng. Được rồi, cậu ra ngoài đi. Chúc mừng nhé, đội trưởng Lý. Rồi sẽ có ngày tôi phải đánh què cái chân của hắn. Hưng Quốc, con chờ mẹ một chút, mẹ sẽ ra ngay. Mẹ, ngoan nha. Mẹ.
Chị dâu về rồi, vừa khéo ăn cơm thôi. Sao anh lại đến đây? Hàng Sơn, Kỳ Kỳ, thư ký Lâm à, tôi là Hàng Sơn, giúp tôi tìm một phòng khám phụ khoa tư nhân. Nhớ kỹ, nhất định phải bảo mật, không được cho bất kỳ ai biết. Anh trai đến để cười nhà em gái sao? Liên hệ xong hết rồi, anh đưa em đi làm phẫu thuật. Anh nghĩ mình là ai chứ? Nakamura chết rồi. Là anh giết đấy. Hàng Sơn, tất cả đều là anh. Sắp đặt từ đầu phải không? Tôi biết hôm nay anh đến để nói gì với tôi. Tôi có thai con của người Nhật. Sau này tôi không còn mặt mũi nhìn cha mẹ nữa. Nhưng tôi cho anh biết, đó là chuyện của nhà họ Quan. Kỳ Kỳ, em muốn sinh đứa bé đó ra thật sao? Đúng, tôi muốn sinh nó ra. Được, vậy thì cứ sinh ra. Em có từng nghĩ chưa? Ở Mãn Châu này em là đại minh tinh, gần như tất cả mọi người đều biết em, cũng biết quan hệ giữa em và Nakamura. Em đã sẵn sàng chưa? Em có dũng khí đối diện với tất cả chưa? Anh hiểu nỗi uất ức trong lòng em. Tất cả đều là lỗi của anh, đã không bảo vệ được em. Nhưng Kỳ Kỳ à, trận chiến tranh này rồi sẽ có ngày phải kết thúc. Nhật Bản chắc chắn sẽ bại trận. Đến lúc đó, nếu đứa bé mà hỏi em, bố của con là ai, bố là người thế nào, em sẽ trả lời thế nào? Sự thật không lấp liếm nổi đâu. Sớm muộn gì con cũng sẽ hiểu ra tất cả. Đến lúc đó nó phải đối diện với thế giới này thế nào? Đối diện với ánh nhìn của mọi người thế nào? Anh đi đi. Cút đi. Đứa bé này nhất định phải bỏ.
Kiki. Kiki, chuyện này đừng trách anh em, có được không? Anh ấy thật sự chỉ muốn tốt cho em thôi. Chị dâu, em biết, anh em nói đúng. Anh ấy cũng không hề biết bây giờ em hối hận tới chừng nào. Chị dâu, em biết em sai rồi. Hồi trước là em không hiểu chuyện, đã không nghe lời chị. Kỳ kỳ, chị biết em là vì chị, vì gia đình này mà đã làm rất nhiều chuyện em không hề muốn. Là chị có lỗi với em. Là gia đình mình có lỗi với em. Không đâu chị dâu. Ông nói lương thực vận chuyển đến Tô Bắc bị cướp sao? Điều tại tôi phán đoán sai về cục diện. Sao vậy? Hòa Bình Kiến Quốc quân của Uông Tinh Vệ không đủ lương thực. Tư lệnh an ninh tỉnh Hoài Hải Lý Hải đã tịch thu lương thực chúng ta chở tới Tô Bắc. Lý Hải là ai vậy? Nghe nói hồi trước là trung đội trưởng của quân đội Đông Bắc. Trước sự kiện Phụng Thiên, do đụng độ với đạo quân Quang Đông mà bị phạt nặng, về sau đã chạy sang Thượng Hải làm vệ sĩ cho Hoàng Kim Dinh. Nghe nói hắn từng cứu mạng Hoàng Kim Dinh, về sau trở thành em trai nuôi của Hoàng Kim Dinh. Cũng thông qua quan hệ của Hoàng Kim Dinh mà vào được Hòa Bình Kiến Quốc quân. Kết quả chỉ sau có vài năm đã lên làm tư lệnh an ninh tỉnh Hoài Nam. Tôi biết người này, chỗ quen biết cũ rồi. Cái gì? Người quen à? Lão Diên, quân đội không thể một ngày không có lương thực. Để tôi nghĩ cách. Hơn nữa tôi muốn mang hết số lương thực còn lại ở Vạn Long, dành 5 tấn muối ăn đó lên khu giải phóng. Chỉ là không có tiền. Tiền tôi đã chuẩn bị sẵn cho cậu rồi. Nhưng mà tôi lo là cậu đích thân đi chở hàng sẽ khiến Shirakawa nghi ngờ. Hơn nữa tên Lý Hải này cũng chưa chắc đã chịu nhận. Tôi nghe nói hắn thường xuyên đem thương nhân qua lại quẳng vào nồi nước sôi luộc lên ăn. Rõ là một diêm dương sống mà. Tôi hiểu con người Lý Hải, hám tiền nhưng mà tiếc mạng hơn. Ông yên tâm, tôi có cách bắt hắn nồn số lương thực đó ra. Hàng Sơn, Lý Hải bây giờ đã khác xưa rồi. Cậy trong tay mình có mười mấy vạn quân ngụy, không những không nể nang gì Uông Tinh Vệ, mà người Nhật cũng chẳng làm gì được hắn. Vậy hỏi thử Tào Bang, đi đường thủy xem có khả thi không. Chu Kim Sơn lãnh hai kết nghĩa của Hoàng Kim Dinh, tính ra cũng là bề trên của Lý Hải. Nhưng tôi đã tìm Chu Kim Sơn hai lần, hắn cứ trốn chui trốn lũi, chơi trò thái cực quyền với tôi. Mãi đến bây giờ, cậu xem, cái thân phận của tôi cũng không tiện ra mặt. Ý ông là đương gia của Tào Bang là Chu Kim Sơn, Chu Tứ Gia sao? Đúng. Để tôi nghĩ cách. Từ từ đã. Tên Chu Kim Sơn này rất có thể có qua lại với bên Trùng Khánh. Cậu nhất định phải cẩn thận. Ông yên tâm. Với cả, cậu đưa Hưng Quốc đi gặp Tử Quân rồi à? Gặp rồi. Để vợ con cậu phải chịu không ít thiệt thòi. Tôi nên xin lỗi cậu. Lão Diên, đừng nói vậy. Cho dù bắt mẹ con họ tách nhau ra, tôi cũng vẫn lo trong vụ này có rủi ro, vì Tử Quân vẫn chưa nắm được tình hình thực tế của chúng ta. Tôi đang nghĩ liệu có thể tìm dịp nào để mẹ con họ chuyển hết tới chỗ tôi không. Cậu cứ thử xem thế nào. Đợi tìm được cơ hội, tôi sẽ đưa mẹ con họ lên giải phóng khu hoặc khu vực chiếm đóng. Tôi về đây.
hai gối quỳ bụi trần, thắp nhang hướng võ đài. Bến Thượng Hải bây giờ hàng chữ vô chỉ còn mỗi con. Con từng thề người Nhật chưa đi, Chu Kim Sơn con sẽ không quỳ. Sư tổ có thiên, xin hãy phù hộ nước nhà tự chủ, môn đình hưng thịnh. Từ khi người Nhật đến đây, bến Thượng Hải cũng mất đi rất nhiều quy củ. Nhớ năm xưa, Cao Bang ta dựa vào thủy dẫn để lập nghiệp, tất bật ở bến đò để kiếm tiền. Tuy bây giờ Thượng Hải đã bị chiếm đóng, nhưng lão phu thề không làm hán gia, để các anh em phải chịu khổ theo tôi rồi. Nguyện sống chết theo thứ gia đến cùng. Tiểu Toàn, cậu tự nguyện gia nhập môn phái tôi sao? Vâng. Cậu có biết quy tắc không? Ngoài giới luật của Tàu Bang ra, tôi còn có thể giết hán gian, giặc Nhật, không được thông đồng với giặc. Được, nhưng cậu phải nhớ kỹ cho tôi. Dù cậu có là đệ tử của tôi, nhưng hễ phạm giới luật thì cậu vẫn phải chịu tẩy thân. Nếu đệ tử vi phạm giới luật ban quy, nguyện chịu hình phạt lăng trì. Được, kể từ giờ cậu chính là đệ tử bế môn của Chu lão tứ này, xếp thứ 9. Tứ gia. Tứ gia tới. Chu tứ gia, nghe danh đã lâu. Nào nào nào, ngoan ngoan, ngoan lắm. Mấy người ra ngoài trước đi. Vâng. Tổng giám đốc hàng của công ty Vạn Long hạ cố ghé thăm. Chỗ của lão phu đúng là nhà tranh tỏa sáng. Không dám, không dám. Chu tứ gia, từng món đồ trong phòng của ngài phải nói là giá trị liên thành. Nếu hàng tiên sinh mà thích thì cứ chọn đại vài món đem về, xem như chút quà gặp mặt của lão phu. Quân tử bất đoạt nhân sở ái, vạn bối không dám. Không sao, Chu Kim Sơn tôi ở bến Thượng Hải có được địa vị ngày hôm nay cũng là nhờ thích làm việc thiện, kết giao rộng rãi. Nhưng mà số thanh hoa, gấm nhữ, sứ quân này đều là đồ lão tổ tông truyền lại. Cậu đừng đem chúng đi biếu lũ Nhật đó là được. Coi bộ Chu tứ gia có thành kiến với tôi rồi. Thành kiến? Có ai không biết Vạn Long của cậu mà Vĩnh Hưng Long của Lý Liên Sinh đối đầu quyết liệt. Lý Liên Sinh là một thằng khốn, nhưng cậu cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Tôi nghe nói trạm Bắc Thượng Hải lại có một Dương Á Tiều tới, vốn chỉ định dẫn theo môn sinh những dịp tết nhất đi thắp nhang cho cậu. Nhưng không ngờ cậu lại chạy tới công ty Vạn Long giúp bọn Nhật lượm tiền của. Tôi mới hiểu ra cậu không phải Dương Á Tiều, mà cậu là U Tinh Vệ. Còn chưa tới nửa năm mà cậu đã để lại tiếng xấu với người dân trên khắp Hộ, Ninh, Tô, Chiết, Quảng. Cậu xem liệu cậu có được không bằng mất không?
Chu Tứ Gia, nghe mắng đã miệng rồi chứ. Hàng Mỗ và Tứ Gia chưa từng gặp nhau, làm phiền ngài quan tâm rồi. Thanh danh đối với một người bình thường mà nói là chuyện lớn tài trời, nhưng đối với Hàng Mỗ thì chưa từng mảy may vướng bận. Hôm nay mạo muội ghé thăm là vì có chuyện muốn nhờ. Tuyệt đối đừng mở lời. Lão phu khâm phục cậu cháy nhà ra mặc dù ở Trạm Bắc. Cậu ghé chỗ tôi uống miếng trà, chúng ta có thể trò chuyện đôi chút. Nhưng nếu cậu đề cập tới công việc của cậu thì e là chúng ta còn chẳng uống trà được với nhau. Không phải công việc, việc riêng. Việc riêng.